Dạ cơm xay Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn và cô chú các bạn nghe luôn. Mai thành phẩm chay Tết 2024 đến dự mai ngô đẹp Bến Tre thì cô chú anh chị xem cho là tặng lớn cái gì vừa bự bự tặng đều hết à. Thì cô chú anh xem ý cái nào hay tiếp nuôi dưỡng ha. Tặng quá phê ha. Rồi mình vô clip mất thời gian cô chú anh chị đợi nha. Lâu quá mình mới qua bên Bến Tre gặp người đẹp mới được. Ôi, chào người đẹp Bến Tre. Em chào anh, em kính chào cô chú, anh chị em đang xem tin bonsai Cần Thơ nha. Cũng lâu lắm rồi em mới quay trở lại kênh, thì cũng rất mong cô chú anh chị em mình ủng hộ em nha. Thì địa chỉ của vườn em thì là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu với em là 0968 28 2738 và số này em có dùng cho Zalo luôn nha cả nhà mình. Thì hôm nay em sẽ quay cái tứ quý ghép Dạo Thu Đức cho cô chú anh chị em mình tham khảo được, thì cả nhà mình ủng hộ em nha. Thì vườn của em thì giống hơi sớm là anh Linh có quay cái bảng đi vô quá cả nhà. Thì đây là cái toàn bộ cái lô này của em, toàn bộ gốc tứ quý hết. Đây hiện tại cái gốc tứ quý hoành 63 cây cúc thọ hương, nhưng mà đặc biệt vườn của em thì sẽ sửa theo tầng nha cả nhà. Đây nó theo tầng. Cái cây này là cây tứ quý ghép cúc thọ hương, cái này hoành gốc tới 60 mấy lần. Đây cũng vậy nè cả nhà, tàn đều chứ, tàn thì toàn đều hết, không có bị lép hết bên nào hết. Như đây cũng là gốc tứ quý, thì những cái cây lớn như thế này nè, cô chú anh chị em nào nếu mà có yêu thích dùng mai tứ quý mà hoành gốc từ 50, 60, 70 thì cứ đến tặng địa chỉ nhà em, thì để mình xem tham khảo được, thì cả nhà mình ủng hộ em nhé. Đây cũng là gốc tứ quý nha cả nhà. Đây anh, mình đi dài vô trong để em giới thiệu sơ cái đi để khỏi mất thời gian. Đây cũng là gốc tứ quý, em cũng sửa theo tầng. Hiện tại cái gốc tứ quý như thế này thì em được khoảng mười mấy 20 cây, nên cô chú anh chị em nào có yêu thích mai tứ quý ghép Thủ Đức cũng như cúc thọ hương lớn thì cứ đến tận vườn em để tham khảo được, thì cả nhà mình ủng hộ cho em với nha. Đây nè, đây cũng là gốc tứ quý nè cả nhà, ghép à. Cái này thì cây này là cây Thủ Đức. Đây nè, cũng là gốc tứ quý ha. Cái này thì em ghép rất là già mùa rồi nè, cả nhà mình xem nha. Đây, gốc tứ quý của em luôn nha. Ghép cái này thì ghép là Thủ Đức 7-8 mùa hết, toàn bộ lô này là 7-8 mùa hết nha. Cái lô này thì hiện tại như cái lô này thì em được mười mấy cây lớn như thế này nè cả nhà, tán ngang cái này chắc khoảng tầm 2 mét á. Tán ngang những cái cây như thế này thì nó tầm 1m8. Em sửa theo tầng hết, từ trên xuống dưới như một cái cây thông luôn. Không, đặc biệt cái lô này của em nó không bị lỗi, không bị phiết điểm và cũng không bị lép tàn luôn nha, toàn xe hết. Nên anh chị nào có yêu thích mai tứ quý thì cứ alo em để đến tận vườn xem nha. Cây lớn là to bự, toàn bộ hết nha cả nhà. Đây, toàn xe hết. Nụ thì khỏi chê, bao la. Nụ thì bao la. Còn hôm nay vấn đề chính ngày hôm nay thì em lên giao lưu với cả nhà mình cũng gốc tứ quý ghép Dạo Thủ Đức, nhưng mà cái hoành gốc nó hơi nhỏ hơn. Cái này là hoành gốc nó nhỏ hơn, hồi sớm là em giới thiệu cái lô lớn. Thì cái này nếu anh chị nào có nhu cầu cũng như có sở thích yêu gốc tứ quý thì cứ alo cho em Điệp, những cái lô lớn này mình có thể đến tận vườn em. Thì theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Mình tham khảo được những cây lớn như thế này thì ủng hộ cho em với. Còn hôm nay thì em lên clip ngày hôm nay là với mã số 1C, làm cũng là một cây gốc tứ quý nhưng mà ghép Dạo Thủ Đức. Okay. Nhưng mà cái này thì lại hoành gốc nó nhỏ. Còn cái cây kia lớn quá, không có lên nổi, không có ghim nổi đâu, nên là không có thể nào mà quay được cả. Chiều cao cái này là 1m6. Tán ngang 118. Hoành gốc 27, 1C, gốc tứ quý nha cả nhà. Toàn bộ cái lô này hôm nay em lên là gốc tứ quý nha. Gốc tứ quý ghép Dạo Thủ Đức, mã số là 1C. Này thì em cũng đã vô dây chỉnh sửa hết, có mặt bông luôn nè. Anh Linh đưa vô cái mặt bông. Dần này. 1C. Cái này nụ nhóc chân bao la, nụ nhóc cho Tết luôn. Gốc tứ quý nha cả nhà. Cây này thì em giao lưu với cả nhà mình, cây này với giá là 3 triệu em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. Ba triệu mã số 1C. Rồi em xin phép đỡ cây luôn ha. C
cây mạ số 2C. 2C cũng gốc Tú Quý luôn nha cô chú mình. 2C. Cái này quay không dám thở do cái bàn đó. 30 là hoành gốc, toàn bộ cái này là gốc Tú Quý hết. Cái này thì em ghép rất là già mùa rồi. Đó. Đây có mặt bông luôn cho cả nhà mình tham khảo nè cả nhà. Gốc Tú Quý mà ghép vô bất cứ một cái giống nào thì mặt bông nó cũng có khá là chuẩn và mặt bông cũng đẹp nha cả nhà. Cái này chiều cao chắc khoảng 2 mét. Thước dây em mét 6 nè. 2 mét. Cây này khá là cao ha. Tán ngang 120. Hoành gốc là 30. Rồi. Còn bông chánh bự cho bá luôn. Không, cái lâu Tú Quý này mặt bông bự lắm. Cây mã số 2C nha cả nhà. Đó. 2C này em giao lưu với giá 3 triệu rưỡi em bao phí luôn nha. Gốc Tú Quý toàn bộ nha cả nhà. Rồi em xin phép rửa cây. Cái Tú Quý này bông khá là đẹp nha cả nhà. Nào, mặt bông nữa nè. Hình như phần đa là những cái cây như thế này, cây nào nó cũng có một hai mặt bông hết rồi cả nhà. Ha. 1m7 cây này. Tán ngang là 138. Hình gốc 26. Tú Quý luôn nha cả nhà. Cái này bắt đầu nó lên. Nó kêu bằng muốn nu rồi nè. Anh chị xem ha. Nè. Đó, cây này bắt đầu nó muốn nu rồi nè. Cái này em cũng vô dây chỉnh sửa hết rồi nha cả nhà. Nè. Cục này lên muốn nu hết rồi ha. Tết hôm nay cái lô này mình chơi Tết thì bao đẹp luôn cả nhà. Ủa mặt bông. Bông bự bự bành bành không? Này nó bị tàn nữa. Nó không có cái đâu. Đó quá trời luôn nha. Cái cây mã số 3C này em cũng giao lưu với cả nhà mình với giá 3 triệu rưỡi em bao phí luôn nha cả nhà. Cây này lên nu hết rồi nè. Đây. Nu hết nè, cục chảng chảng rồi nè cả nhà. Đó. Tú Quý lên nu hết rồi nè. Nó đeo. Quá trời luôn, bề bạc. Còn cái lô này Tết này mình chưa nút được ok hết rồi ha. Tú Quý hết nha cả nhà. Rồi, em xin phép rửa cây luôn ha. Cây này khá là đều luôn nha. Nó hả? Cái lô này mình quay là mình đến hỏi nha. Cái này cũng 1m8 nha cả nhà. Tại vì thước dây của em á là 1m6. 138 là tán ngang luôn. Cái này cũng gốc Tú Quý luôn ha. 24 là hoành gốc toàn bộ cái lô ngày hôm nay em lên là gốc Tú Quý hết nha cả nhà. Thì cũng thời gian lâu lắm rồi em không có lên bonsai Cần Thơ thì hôm nay cũng rất mong cô chú anh chị em mình ủng hộ em ha. Ôi. Em quay không có thở. Cây mã số 4C này em giao lưu với giá 3 triệu nha cả nhà. Toàn bộ là thật Tú Quý hết. Yep. Rồi gách áo luôn. Quay không dám thở. Cái bàn nó so với cái cây nó thật là bé nhỏ quá mà. Em tưởng đâu anh tính kêu được. Tiếp theo là mã số 5C cũng là gốc Tú Quý. Thủ Đức toàn bộ ghép Tú Quý Thủ Đức hết. 26 là hoành gốc. Toàn này thì nó hơi khó. Khá là to nha. Cái này ngang là 1m6. Cao 1m7. Cây này tàn to hơn mấy cây sớm. Tàn đều hơn, to hơn. Đúng rồi. Quá trời. Hơn. Để đẹp hơn. Để nó lầu lên cho bá luôn hả? Ngủ bao la. Ngủ thì khỏi chê. Bông bành bành không? Cây mã số 5C này em giao lưu với giá 4 triệu rưỡi em bao phí luôn nha cả nhà. Giá vừa chơi mềm.
Tại vì cái cây bự nó ghép thành phẩm mà. Nuôi được gì lâu. Cây này ghép coi cái cơ xương cốt của thôi, nó. Cái này mười mấy hết trơn. Cái này em ghép bớt cả già mùa. Cái lô tu quý này em ghép già mùa rồi nha cả nhà. Nó liền luôn nè. Muốn liền luôn ha. Hoành bự nữa. Ta biết cái cây này lâu rồi. Đó, cái hoành này rất là già mùa rồi. Gốc tu quý nha nha. Cây mã số 5C em giao lưu với giá 4 triệu rưỡi ạ. Bèo bèo cũng 3-4 năm bự cái này. Rồi em xin phép đỡ cây luôn ha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 6C chắc cái cây này. Nè nè đo đi bé. Giờ người dịnh người đo đi. Tại cái bàn dưới cái cây nó không có cân xứng. Vô cái chậu qua vuông vuông. Tán ngang là 1.30. Tán ngang 1.30, chiều cao là 1.8. Hình gốc là 31. Quá trời quá đất luôn. Tàn kính chứ. Nhà toàn là trẻ em với người già không, mỗi lần quay mấy cái lô này. Cái này nó cũng nu lên nè anh chị mình coi nè. Cái này nó cũng nu lên hết rồi nha ha. Cái cây này khá là to nha cả nhà. Cái hoành gốc nó to nữa. Cái cây này em cũng giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi, em bao phí luôn cho cả nhà mình nha. Quá trời luôn rồi. Hoành ba mấy hả bự. Tàn cũng tròn do cái mít này. Bông bự bự không? Bông cái lô tứ quý này thì đặc biệt bông rất là to và tới hôm nay là mình chơi Tết được hết rồi nha cả nhà. Cái này em ghép già mùa hết rồi, 4 mùa mấy năm mùa hết trơn rồi toàn bộ nên tha hồ cho cô chú anh chị em mình chơi Tết được rồi. Và đặc biệt mấy cây này nó chuẩn bị nó lên nu hết rồi, như cây này nó cũng lên nu hết rồi nha cả nhà mình. Quá trời, cục nu nó hết hồn không? Thì bá luôn. Cục nu quá trời luôn. Rồi em xin phép đỡ cây ha. Rồi, tiếp luôn. Cái này toàn. Cái này toàn xè. Nó lạ luôn. 143 là chiều cao. Bông đẹp ha. Tán ngang là 1.5 nha cả nhà. Cái này khó to ha. Tầng đá đẹp. 26 là hoành gốc. Quá trời quá đất luôn. Để điều. Dính lại. Thì vô ấy vậy. Cái này cây mã số 7C này cũng giao lưu với giá 3 triệu rưỡi thôi nha cả nhà. Để đẹp, để trải bạc. Tất cả là tôi quý hết nha cô chú anh chị em mình. Cây này quý. Để đẹp chẳng cho, để điều nở luôn. Hàng cũng đẹp luôn. Rồi. Rồi phải mình đỡ cây. Bông bự ghê không? Cái bá à, cái bông hết hồn to to còn quay chưa nổi rồi phép đỡ cây rồi đỡ cây ngay nha. Rồi tiếp theo cô chú gì bạn, mấy cây bự nặng mất thời gian mà ngưng cái tròn do tròn do như chữ A giúp về mùa nha. 140 nha cả nhà là chiều cao ha. 1.6 là tán ngang. Hoành gốc này 27. Toàn bộ cái lô này là tứ quý ghép Thủ Đức hết nha cả nhà. Đó. Quá trời quá đất luôn. Bò bự chưa. Cái này là ghép 4 mùa mấy, cái Tết này nữa 5 mùa rồi cô chú anh chị em mình. Thì cả nhà mình biết rồi đó, tứ quý cho dù ghép bất cứ một cái giống nào thì cái mặt bông nó cũng chuẩn và đặc biệt là cái màu nó rất là đẹp nha cả nhà. Lụi rất là kẹo. Cái cây mã số 8C, cây này thì cũng giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi nha. Thì mã số 8C hôm nay em xin khép lại cái clip gốc tứ quý ghép dảo Thủ Đức này luôn nha cả nhà. Thì hồi sớm em cũng có giới thiệu, như em có giới thiệu đầu clip á, thì những cái cây vườn em thì còn mấy chục cây gốc tứ quý lớn, cây khá là lớn. Nếu cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì cứ đến tận vườn em theo địa chỉ là Vĩnh Thành, chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Đây nè, đây cũng là tứ quý nha cả nhà. Đế nơm em có nè, đế bàng em có nè, gốc và toàn là gốc khủng không.
Đó, như thế này. Thì cô chú anh chị em mình có mọi chi tiết thì cứ alo cho em Điệp qua số điện thoại là 0968282738. Thì không thì anh chị mình có đến trực tiếp tại vườn em để xem những cây lớn như thế này thì qua là địa chỉ là Vĩnh Thành chợ Lắp Bến Tre. Thì cũng khá lâu rồi em Điệp không có lên bonsai Cần Thơ, thì cũng rất mong cô chú anh chị em mình thương tình và ủng hộ cho em để em có động lực mà lên thường xuyên nha cả nhà mình. Thì em cũng chào cả nhà mình và hẹn anh chị mình những clip tiếp theo của vườn em nữa ạ. Rồi, chào Điệp, chào quý cô chú và bạn, cây to lớn, khiêng nặng mệt, đuối lắm. Rồi, kính chào quý cô chú anh chị các bạn mình đây. Rồi, cô chú anh chị mình xích lọt cây lớn thì liên hệ tiếp với Điệp giúp kênh nha. Cây đẹp không?